Tháng 5 xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì vẫn ngày là ngày mưa các bác ạ. Trên không khí bầu trời trên núi thì vẫn là mây bao phủ các bác nhé. Có lẽ là sẽ phải mưa hết tuần này luôn. Xem cái dự báo thời tiết ấy. Trên núi kia thì mây vẫn phủ kín hết các bác. Vào làm đây là chưa thấy ngày nắng nào luôn ấy. Cái trời cứ âm u. Và sau một ngày hôm qua chờ đợi cốt pha thì cuối cùng thì đến chiều hôm qua thì chúng em cũng đã đi chở cốt pha về, thì cũng đóng sáng nay tiến hành đóng được cái hộp cột. Và sáng nay anh em thợ đã tiến hành đổ được hai cái cột đầu ngoài này các bác ạ. Hai cột ở đầu ngoài này vừa đổ xong luôn á. Do phải thiếu cốt pha ghép cột ấy, nên là chiều anh em sẽ lại phải nghỉ các bác ạ. Cốt pha ván này thì có thôi, nhưng mà ván này không đóng được cái hộp cột nhá. Ván rất là yếu nên là không đóng được. Đây các bác, sáng nay anh em đã tiến hành đổ được hai cái cột ở ngoài này. Đây ạ. Trong buổi chiều thì anh em thợ sẽ lại phải nghỉ, chờ cái cột nó khô cứng rồi đến sáng mai thì sẽ dỡ hai cái hộp này ra, xong là để tiếp tục đổ các bác ạ. Đây, lên cái khung dầm móng xong thì rất là rộng luôn. Chiều 14m, chiều 6m3 các bác nhé, nên là rất là rộng, hai lớp học thoải mái. Đứng từ đây sẽ là nhìn được bao quát hết luôn. Có lẽ là trong một hai ngày tới, cuối tuần này thì sẽ là có mặt trời lên ấy. Giờ cũng thấy nó rút cái mây đi một phần nào đấy rồi. Như sáng nay thì có mây phủ kín ở khu này luôn. Và còn có những cái hạt mưa rơi. Có lẽ thì năm cũng chỉ quay lên chia sẻ như vậy cho tất cả các bạn và các bác cùng xem video và góp ý thôi. Mọi chi tiết góp ý xin mời các bạn hãy comment ở phía dưới video nhé. Hôm nay tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trên video tiếp theo.